Giờ cái nhà này chẳng có lề có thói gì hết. Đi đêm về hôm, chẳng ai coi cái bà già này ra gì hết cả. Mẹ ạ, con xin lỗi, hồi nãy có việc đột xuất nên là chưa kịp báo cho mẹ. Lý do lý chấu, ai chẳng biết là chị đi chơi với cái anh bác sĩ gì đấy. Vừa mới ly dị xong, làm cái gì thì làm, đừng để người ta nói rằng tôi không biết dạy các con. Là chuyện của mẹ anh Đức ạ. Ba bị ngã cho nên là con đưa vào bệnh viện. Chưa gì mẹ nó mắng con rồi. Thế mẹ thằng Đức có chuyện gì? Mẹ anh ấy bị ngã gãy chân, nhưng bây giờ thì cũng ổn rồi. Thế à? Thế mà mẹ cứ tưởng là chị đi chơi linh tinh. Thôi, không sao là ổn rồi. Khổ thân cái thằng Đức. Thôi, đi ngủ hết cả đi. Vâng ạ, con vào ngủ ạ. Vâng, ngồi xuống đây. Này, cười cái gì? Mẹ nói cho mày biết nhá, mẹ cấm con yêu đương lăng nhăng vớ vẩn, đi đêm về hôm là chết với mẹ đấy. Mấy ngày hôm nay cứ cắm mày cắm mặt vào cái điện thoại, tưởng tôi không biết gì đấy à? Liệu hồn đấy. Vâng ạ. Thì con đi ngủ nhá. Chúc mẹ ngủ ngon ạ. Chắc là Bách buồn lắm đấy ạ. Tại vì mới lúc trước em còn thích Bách, xong bây giờ quay gia đình với anh. Anh ơi, em có phải là đứa không ra gì không ạ? Nghĩ vớ nghĩ vẩn. Cuộc đời này nó luôn vận động thay đổi. Em đừng quá tin tưởng tuyệt đối vào chuyện tình cảm. Ai rồi cũng thế cả thôi mà. Ơ, anh nói thế là sao ạ? À, nghĩa là đến một lúc nào đó anh sẽ hết thích em, đúng không ạ? Có thể anh sẽ thế. Nhưng có thể người nói điều đấy lại là em. Nên là thôi, đi ngủ đi. Lo học, lo vẽ. Còn tất cả những chuyện khác cứ để đấy anh giải quyết. Nhá. Sao thế? Dỗi à? Thì mới thích nhau được mấy bữa mà anh đã dọa thay đổi rồi, ai mà vui cho được ạ? À? Em nghe này, cuộc đời thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi, nó là chuyện bình thường. Nhưng với anh, khi đã ở trong một mối quan hệ, thì anh sẽ luôn trung thực, ít nhất là sự tôn trọng đối với người ở bên cạnh mình. Và anh hy vọng em cũng sẽ như vậy. Vâng, em biết rồi. Với cả, em thì trẻ con trẻ mỏ, làm gì có nhiều kinh nghiệm yêu đương như anh đâu ạ. Cho nên là em phải nhờ anh thầy chỉ bảo em nhiều nhiều ạ. Thế thì đi ngủ đi nha. Ngủ ngon. Vâng. Bye anh. Chúc anh ngủ ngon nhá.